Đây là dịp lễ Tết Vô Năm của người Tộc Khmer. Nó là khu chợ nghe chủ nhà đồng chợ của Trà Vinh buôn bán bông rồi trái cây. Vì lý do là mua bông trái cây để trưng trong nhà các bạn và anh chị nên là khu chợ Trà Vinh là sôi nổi nhiều hơn thường ngày. Các bạn thấy ở phía trước là có một vị sư đây, một vị sư cũng đi mua bông để về chùa để trưng bông trong ngày Tết đó các bạn anh chị. Thì các bạn đã biết là tỉnh Trà Vinh là một tỉnh vùng sâu vùng xa và đặc biệt là có rất là đông về đồng bào dân tộc Khmer, nên là ngay dịp lễ Tết Vô Năm thì rất là sôi nổi về ăn Tết nha. Rồi hôm nay thì các bạn thấy sôi nổi vào buổi chiều của chợ Trà Vinh là rất là đông vui đó, bạn thấy là đây là ngay chỗ nhà lồng chợ Trà Vinh đó các bạn và anh chị. Và buổi chiều chợ Trà Vinh này đông hẳn hơn, sôi nổi hơn thường ngày.